Chào anh em, đây là cái camera quan sát gắn ở ngoài trời hiệu Blue Ram Outdoor Pro. Thì nó có những cái hay và mình xin giới thiệu với anh em. Điểm thứ nhất là cái Blue Ram Outdoor Pro này sử dụng cảm biến Sony CMOS 2 chấm và quay video chất lượng là Full HD. Về chất lượng hình ảnh thì anh em biết là Full HD ban ngày đủ sáng thì chúng ta cũng phải bàn rất là ok. Nhưng mà thiếu sáng ban đêm thì Blue Ram này nó sẽ có thêm một cái tính năng công nghệ nữa, nó gọi là Starlight. Thì cái tính năng này như thế nào, nếu mà chúng ta để auto thì nó sẽ tự động nó kích hoạt. Cái tính năng này nó hoạt động làm sao để vẫn giữ được cái ảnh màu và có đủ độ sắc nét để chúng ta theo dõi được cái cảnh bên ngoài chúng ta. Còn nếu mà tối quá hoặc là không kích hoạt cái tính năng này thì nó chuyển qua cái ảnh hồng ngoại trắng đen như là các cái camera khác bình thường. Rồi, với cái chất lượng hình ảnh đó thì cái Blue Ram Outdoor này chúng ta có thể sử dụng một lần 4 cái camera như thế này. Ví dụ nhà chúng ta có thể ráp lần 4 cái camera, 4 góc khác nhau. Thì khi mà chúng ta cài cái ứng dụng trên điện thoại, chúng ta có thể theo dõi live, có nghĩa là theo dõi trực tiếp một lần 4 cái camera trên cái khung hình như vậy, rất là tiện. Rồi, cái tính năng nhận diện khuôn mặt của cái camera này thì nó sẽ chỉ hoạt động khi mà chúng ta cài cái ứng dụng và chúng ta sử dụng cái dịch vụ cloud của Blue Ram. Rồi đây là cái giao diện của Blue Ram Outdoor Pro mình cài trên cái hệ điều hành iOS. Thì anh em thấy giao diện rất là đơn giản. Ở trên này là những cái khuôn mặt người nó xuất hiện, là kể cả người mà mình đã cài đặt và cũng kể những người không. Đấy, anh em thấy là cái camera mình đã gắn ở trên cái quầy của quán cà phê tinh tế nó hiện ra như thế này. Đó. Thì ở đây á, là các cái gallery nó sẽ lưu lại tất cả những cái khuôn mặt đã xuất hiện hoặc đi ngang qua cái camera của chúng ta, nó sẽ hiện diện ở trên này. Đó, thì ở trên cái family này, ví dụ ở đây mình đã nhập hình anh Bảo. Ở đây thì ví dụ như đây là chị Trang, thì chúng ta sẽ bấm vào người nào mà chúng ta muốn nhập vào người đó để mà tạo ra một cái list những người thân chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nhập cái tên người đó vào. Ok, share vào. Thì khi chúng ta share vào thì các cái hình ảnh mà chúng ta đã nhập đó nó sẽ lưu ở trên cái cloud của Blue Ram. Xong. Rồi, đây là cái màn hình. Đó, chúng ta bấm vào trong màn hình. Khi mà ví dụ như đi đâu xa về nhà, chúng ta bấm vào màn hình để coi. Hoặc là ngay tức thời chúng ta muốn biết được ở đằng trước nó xảy ra chuyện gì, thì trong suốt cái thời gian ngày đó nó sẽ lưu lại tất cả những cái khung hình ở đây. Chúng ta kéo vào tùy theo thời điểm chúng ta coi. Rồi cái điểm tiếp theo đó là cái việc nó cảnh báo như thế nào. Thì nó sẽ báo một cái noti khi mà xuất hiện về sự chuyển động lạ, hoặc là một cái khuôn mặt nào đó nó xuất hiện trên cái camera thì nó sẽ gửi một cái noti trên cái điện thoại chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta click vào trong đó nó hiện ra cái khung hình, thì nó có cái nút bấm để chúng ta bấm vào trong đó speaker để chúng ta có thể nói chuyện với cái người bên ngoài, đàm thoại người bên ngoài theo không âm thanh hai chiều. Đó, thì đây là cái màn hình nó đã phát hiện ra bạn gái của mình đến thăm. Và mình bấm vào đây. Alo Trang hả? Có chuyện gì không em ơi? Ok, chờ anh chút xíu anh ra mở cửa. Rồi, đây là một cái trường hợp khác, là cái người này là người lạ và xuất hiện ở trên cái camera của mình. Đấy. Sẽ xử lý nó, quay lại ha, hoặc là nói chuyện. Hoặc là ngay cái chỗ này chúng ta sẽ bấm báo động. Thêm một số cái tính năng khác để chúng ta biết là khi sử dụng cái này, đó là nó sẽ gửi cái video về cho cái điện thoại chúng ta được lưu trữ trên cloud. Ví dụ 1 giây hay là 5 giây hay là 8 giây tùy theo cái mức độ quan trọng của cái cảnh vật mà nó ghi nhận được theo thuật toán của nó, mình không biết. Nhưng mà có đoạn thì mình thấy dài, có đoạn thì thấy ngắn, một vài giây về đó. Rồi chúng ta cũng có thể là thiết lập ngay trên cái app mà các cái vùng mà chúng ta cần quan sát, cần quan tâm hơn. Ví dụ như chúng ta vẽ những cái vùng nào đó mà chúng ta cần nó nhạy cảm hơn, cần an ninh hơn, thì chúng ta vẽ cái vùng đó riêng ra thì nó sẽ báo các cái vùng đó. Hoặc là chúng ta không muốn nó nhìn thấy cái vùng nào thì chúng ta vẽ cái vùng đó thì nó sẽ bị đen cái chỗ đó, nó không có ghi hình. Đó, ví dụ những cái vùng nhạy cảm nào đó chúng ta không thích ghi hình thì chỗ đó nó đen ra trên cái màn hình hiển thị.
Cái camera này chống nước, mưa, nắng ở ngoài trời và chịu nhiệt đến 50 độ, cho nên là chúng ta an tâm sử dụng khi mà chúng ta gắn ở ngoài trời, sử dụng điện qua adapter 5V và sử dụng cái thẻ tối đa là 128GB. Giá của cái này hiện tại nhà phân phối chính thức và độc quyền ở Việt Nam đang bán là 1.550.000. Đó. Rồi, xin cảm ơn nha em.